Tập 26. Không cần đuổi theo. Tên này 10 phần giáo hoạt. Nếu như ta không sớm có phòng bị, e là đã bị hắn ám toán rồi. Lần này là do chúng tôi lơ là. Không ngờ tới hắn lại giả vờ bị thương để chúng tôi tóm được. Thì ra hắn đã sớm có mưu tính. Không sao, giờ đây cảm tạ ba vị thiếu hiệp. Thời gian này mời mọi người tạm thời lưu lại nhà trọ. Ta đã tính toán đường lui rồi. Trước bắt Quỷ Dương Tông tuyệt đối sẽ không manh động lần nữa. Bích Dao sao lại lọt vào tay của ông ta chứ? Ngọc Dương Tử muốn cùng Quỷ Dương trao đổi thứ gì đó. Đó có thể là gì? Không cần biết ông ta muốn làm gì, nhưng có điều này có thể chắc chắn. Người này nhất định thâm độc, khó đoán. Xem ra không thể tin lời của Ngọc Dương Tử nói. Hắn đã sớm rời khỏi ma giáo. Càng không phải là người cả đời lương thiện. Xem ra Định Hải Sơn Trang này không đơn giản như những gì chúng ta đã nghĩ. Chắc chắn là có âm mưu lớn nào đó. Nhưng trước mắt chúng ta chỉ có thể ngồi yên quan sát sự tình thôi. Ngọc Dương Tử lòng dạ nham hiểm. Ông ta chắc chắn đang dòm ngó món đồ gì đó của Quỷ Dương Tông. Quý còn nhớ không, trước đây hắn đã từng nói Định Hải Sơn Trang không có thứ gì Quỷ Dương Tông cần. Nhưng giờ hắn lại không muốn Quỷ Dương xuất binh, mà còn yêu cầu ông ta đem vật khác đến trao đổi. Suốt cuộc là vật gì mà còn quan trọng hơn cả thiên thư? Bỏ đi. Trước khi chuyện còn chưa sáng tỏ, chúng ta đừng tùy ý suy đoán. Chuyện lần này có liên hệ mật thiết đến ma giáo, các đệ tuyệt đối không được manh động. Quy không cần biết trước đây hai đệ với người tên Bích Giao có quan hệ thế nào. Giờ gặp lại phải kẻ địch, các đệ tuyệt đối không được chần chừ do dự. Chính tà bất phân. Lần cuối cùng ta gặp phụ thân ngươi, còn nhớ ở Mang Quang Thần Điện. Năm đó khi Tổng Đà bị sụp đổ, vạn độc môn hợp quan phái cũng lần lượt ra đi. Đi lão đại gửi chiến thư đến Tổng Đà, ta cũng đã từng khuyên cha cô luyện quyết đường cực kỳ hưng thịnh. So với việc cứng đấu cứng, chi bằng tránh cơn sóng gió. Nhưng khi đó cha cô lại quá tự phụ. Cái đó cũng không thể trách ông ta được. Dù sao sau nhiều năm, chúng ta cũng chỉ xuất hiện có ba người có khả năng thiên bẩm. Sức mạnh quả thật hơn người, nhưng lại quá bảo thủ cố chấp. Những việc xảy ra sau đó cô cũng biết cả rồi. Trường sinh đường của ta vì để bảo vệ mình nên không thể không đi. Nói thật thì ta cũng không muốn ra đi. Bây giờ nói những lời này có tác dụng gì chứ? Ta chỉ muốn nói cho cô biết, bọn ta cần một minh chủ. Việc này không có gì sai, nhưng một minh chủ cũng không hẳn phải đấu lại số đông, mà cần phải lấy đức thu phục lòng người. Trường sinh đường của bọn ta thích mềm không thích cứng. Nếu như ép buộc ta, ta cũng sẽ không nghe theo. Thực ra ta cũng không muốn làm kẻ địch của Quỷ Dương Tông. Ngươi có biết là sau khi các ngươi phản bội lại Tổng Đà đã xảy ra chuyện gì không? Chính đạo bao dây núi hồ kỳ, Ni lão đại truy sát ta và mẹ ta, muốn dùng bọn ta để uy hiếp cha. Ngươi đón xem ông ấy có đến không? Ta nói cho ngươi biết, ông ấy không hề đến cứu ta. Lần này ông ta cũng sẽ không đến. Ông ấy sẽ chỉ phái người đến tấn công Định Hải Sơn Trang, giết ngươi báo thù cho con gái ông ấy thôi. Đến đâu hay đến đó vậy. Năm đó ông ta vẫn còn trẻ, nhưng bây giờ
cũng chưa chắc là sẽ không để tâm đến tình cha con. Ta thấy hay là như vậy, cô viết một bức thư cho quỷ dương, nói là hãy đem máu của thần thú và thiên thư lấy về từ dạng bức cổ quật giao ra, đồng thời bảo quỷ dương tông rút quân thì ta sẽ thả cô ra. Cứ ở đó nằm mơ đi. Đã vào bước đường cùng vẫn lưu luyến những thứ không thuộc về mình, người hay lo bản thân chết không chỗ chôn kìa. Người trẻ tuổi không nên nói chuyện quá lỗ mãng như vậy đâu. Cái chúng ta có là thời gian, cô cứ từ từ mà nghĩ đi. Tốt nhất là cô nghĩ cho kỹ. Nếu cứ cố chấp như vậy thì đừng trách người làm trưởng bối như ta vô tình. Tìm một người giữ được bí mật đưa cơm cho cô ta, đừng để cô ta chết. Rõ. Tính khí của Bích Giao rất kiên cường, nếu như bị Ngọc Dương Tử bắt làm con tin thì phải làm sao? Không được, để phải đi cứu cô ấy. Để đứng lại cho ta. Muốn cứu người với tay mắt của Ngọc Dương Tử để muốn chết sao? Chết cũng phải cứu. Chúng ta đáng lẽ không nên đưa cô ấy đến đây, nhất định là khi cô ấy sợ khỏi đây bị người của Trường Sinh Đường bắt đi. Bây giờ nói những lời này cũng vô dụng. Người nhất định phải cứu, nhưng cũng không được quá lộ liễu. Nếu như để Tiêu Sư Huynh biết được, hậu quả đệ tử biết. Ở đây gần với sườn núi, việc bắt giam cũng không rõ ràng, tuyệt đối không được manh động. Quên đó đúng, là tại đệ nóng vội. Đệ cũng đừng quá lo lắng. Ngọc Dương Tử vì muốn uy hiếp Quỷ Dương nên trong thời gian này sẽ không hạ thủ với Bích Giao. Đệ chỉ sợ bọn chúng dục cực hình với Bích Giao. Nếu như dục cực hình, Bích Giao cũng không chịu được. Như vậy đi, đợi trời tối chúng ta bịt mặt trà trộn vào, bất luận thế nào phải cứu được Bích Giao ra. Để quên rồi sao, ngoài chúng ta ra chỉ còn người khác muốn cứu cô ấy. Hai lần sức chút nữa lấy được mặt của hắn. Ngọc Dương Tử có ngốc đi nữa cũng không thể tự sa vào lưới đợi ta đến bắt đâu. Các ngươi là thật lòng sao? Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Lần trước khi ở Du Đô, ta còn cười Bích Giao liên thủ với các ngươi. Không ngờ có một ngày đến ta cũng phải liên minh với đệ tử của Thanh Vân Môn. Ai liên minh với người chứ? Bọn ta chỉ phụ trách dò tìm tin tức, còn ngươi phụ trách cứu người. Lẽ nào các ngươi không muốn biết Ngọc Dương Tử muốn dùng Bích Giao đổi lấy thứ gì từ Quỷ Dương sao? Cho nên ngươi cũng biết thứ hắn muốn Quỷ Dương vốn không thể đem ra đổi. Không phải là không muốn cứu cô ấy, mà bởi vì giống như trong tay không có thứ đó. Nếu như Ngọc Dương Tử chó chạy đến đường cùng, ta chỉ sợ Bích Giao sẽ... Sao phải quan tâm hắn nghĩ gì? Tóm lại ngươi phải nghĩ cách để cứu Bích Giao ra. Được, bọn ta giúp ngươi cứu Bích Giao. Chúng ta có nên bôi nhỏ lên mặt nữa không? Người của Sơn Trang đều đã gặp qua chúng ta, bây giờ chỉ thay mỗi bộ quần áo, liệu có thể đột nhập vào không? Bôi nhỏ lên mặt có vẻ hơi quá. Chỉ cần chúng ta hành động cẩn thận một chút, tránh tay mắt của người ta, nhất định không bị phát hiện. Cho dù có bị phát hiện đi nữa, dựa vào năng lực của hai chúng ta, ngươi còn sợ không cứu được Bích Giao sao? Kinh Vũ huynh, sao vậy? Huynh đang lo lắng chuyện gì? Ta vẫn luôn cảm thấy Thanh Long nhất định đang giấu chúng ta chuyện gì đó. Sao huynh lại nói như vậy? Quỷ Dương cũng đã biết trên người đệ có thiên thư. Nếu như Ngọc Dương Tử muốn lấy Bích Giao để đổi lấy thiên thư từ Quỷ Dương, hắn chỉ cần trực tiếp rút lui, nói với Ngọc Dương Tử thiên thư ở trên người đệ là được rồi. Vì gì phải mất công sức làm như vậy? Cho nên ngoài việc nghi ngờ Thanh Long, Ngọc Dương Tử nhất định còn có điều kiện gì khác nữa. Ngoài ra chắc chắn Quỷ Dương cũng có âm mưu khác. Ý huynh là Quỷ Tông muốn mượn đao giết người, lợi dụng chúng ta để cứu Bích Giao. Nhưng mà cho dù chúng ta biết bản thân bị lợi dụng thì cũng không thể bỏ mặc Bích Giao. Ta biết, vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa để cứu Bích Giao. Ngoài ra
Nếu như người của Trường Sinh Đường phát hiện ra chúng ta thì phải lập tức bỏ chạy, không thể để chúng có gì đối chứng. Như vậy chẳng phải là được rồi sao? Yên tâm đi, quên nghĩ mà xem. Luyện quyết đường của Bích Quả Thiên Băng Hồ chúng ta cũng đã từng chạm trán, cũng đã từng thắng. Dạng độc môn ở núi không tan, cho nên Trường Sinh Đường này nhất định không có vấn đề. Sẽ không sao. Nhanh lên. Cô là ai? Đừng có mà giở trò. Cô hãy sớm đồng ý với trang chủ đi, bọn ta cũng dễ ăn dễ nói. Đi thôi. Rồi, người đâu chữa cháy, nhanh đi. Cháy rồi. Động tác nhanh lên đi, bên này. Đến đây người đâu qua bên này đi, dập lửa. Nhanh lên người đâu qua bên này. Trông chị con nhỏ đó. Đừng để trúng kế điệu hổ ly sơn. Rõ. Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, Tiểu Phàm. Trang chủ sớm đã biết ngươi sẽ giở trò, ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi.
Ngươi là ai? Đây là đâu? Ta là Tư Đồ Tiêu, là thiếu trang chủ của Định Hải Sơn Trang. Còn cô là ai? Họ đi cả rồi. Vậy chúng ta xong ra ngoài thôi. Không được, nếu muốn vào trở lại sẽ càng phiền phức hơn. Ta bị nhốt ở đây năm 21 tuổi, không biết ngày tháng, càng không biết nay là năm nào. Hôm nay cô đến đây mới biết được, không ngờ đã hơn 7 năm rồi. Hiện nay trong Định Hải Sơn Trang đều là người của Trường Sinh Đường rồi. Thiết nghĩ bọn họ thực sự tưởng rằng ta đã chết. Cô nương, cô đã từng nhìn thấy cái này chưa? Đây là gì? Đây chính là thứ ở dưới đáy nước, con vật tà ma do Trường Sinh Đường nuôi, được gọi là huyết trùng. Nó có thể hút được máu tươi của bất kỳ vật thể sống nào, biến đổi hình dạng đặc biệt, giống như nọc độc ở trong xương. Một khi cô dính phải nó, trừ khi giết chết bản thể của nó, nếu không sẽ rất khó có thể tách khỏi. Cũng may là cô chưa chạm phải. Thứ này không nhìn thấy ánh sáng, lại không có khứu giác nào, hoàn toàn dựa vào chấn động trên mặt đất để phân biệt phương hướng của sự vật. Cô nương, cô đã thấy phù văn bên kia chưa? Cô hãy chậm chậm đi qua đó, đi đứng phải nhẹ nhàng, nhất định không được phát ra bất cứ chấn động nào. Sau đó thì sao? Phù văn của Trường Sinh Đường chỉ có thể vào mà không thể ra, nhưng cô có thể dựa vào việc gõ lên tường để huyết trùng tấn công phù văn, khiến Ngọc Dương Tử mở cửa lừa hắn vào đây. Như vậy cô có thể ra ngoài được rồi. Được, tôi sẽ thử. Đa tạ. Cô nương, sau khi ra ngoài hãy giúp tôi tìm một đứa trẻ tên là Dân Thư. Nó là một đứa trẻ bị câm nhiều năm như vậy, chắc có lẽ nó đã rời đi rồi. Cô ấy vẫn ở đây, chính trong sơn trang này. Cô nương, việc không thể chậm trễ, cô nhất định phải hành động cẩn thận. Sau khi ra ngoài, ta nhất định nghĩ cách cứu ông ra. Ngọc Dương Tử, đồ súc sinh nhà ngươi. Ngoan ngoãn là chỗ này đi. Tối qua hỗn loạn như vậy, ở đây lại không hề đổi người canh gác, chắc chắn trong việc có vấn đề. Ra tay.
Hai vị thiếu hiệp, từ khi nào lại gia nhập Trường Sinh Đường ta vậy? Thật là không ngờ mà. Nhanh giao bích giao ra, nếu không được trách bọn ta không khách khí. Hãy lo lắng cho bản thân các ngươi trước đi đã. Danh môn chính phái lại đi câu kết với yêu nữ ma giáo, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thể diện của thanh dân các ngươi sẽ đi đâu? Hai người yên tâm đi, ta đã cho hai người uống thuốc giải rồi. Có lẽ vì hắn ta hít phải nhiều quá sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cô nói chuyện được sao? Còn đây là đâu? Yên Tử Các là chỗ của Tư Đồ Tiêu, chủ nhân thực sự của Định Hải Sơn Trang 7 năm trước. Đừng cử động. Cô càng dùng dãy thì huyết khí chạy càng nhanh, huyết trục cũng sẽ hấp thụ càng nhanh. Không cần tên cẩu tặc Ngọc Dương Tử lại đưa thứ tà đạo này, sớm muộn gì hắn cũng bị cắn lại thôi. Ông bị huyết trùng giam giữ nhiều năm như vậy rồi, tại sao vẫn sống sót? Từ trước đến nay Ngọc Dương Tử chưa từng đạt được thứ hắn muốn từ ta, tất nhiên sẽ không để ta chết dễ dàng như vậy. Cứ cách vài ngày hắn sẽ cho ta uống đan dược. Hắn muốn ta ngày ngày chịu sự tra tấn của huyết trùng, sống không bằng chết. Như ta hôm nay cũng chỉ còn lại được một hơi thở mà thôi. Vậy ông và dân thư kia là quan hệ gì? Chuyện này phải nói từ 7 năm trước. Năm đó Tiêu ca sắp thành thân, dân thư, ta biết muội đang ở trong đó. Cho dù như thế nào, ta cũng có vài lời muốn nói với muội. Ta không muốn phụ muội, nhưng ta cũng không thể cùng muội chạy trốn. Ta cũng muốn bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây, dẫn muội đến một nơi chỉ có muội và ta. Nhưng ta không thể làm như vậy. Cha bệnh nặng sắp không xong rồi, người luôn mong ta hoàn thành hôn lễ. Ta không muốn nhìn thấy người, ngay cả mong mỏi cuối cùng cũng không thể hoàn thành được. Càng không thể bỏ bá tánh ở Định Hải Sơn Trang không lo. Dân thư, ta có lỗi với muội. Món nợ ân tình của muội
kiếp sau sẽ trả. Giờ lành đã tới. Ngọc Dương Tử đến đây từ khi nào? 10 năm trước. Là lần đầu tiên hắn đến Sơn Trang để chẩn bệnh cho tiên phụ. Thật không ngờ năm đó Trường Sinh Đường rời khỏi Tổng Đà Mang Quan, sau đó lại ẩn náu ở đây. Tiên phụ bệnh nặng nhiều năm, đối với thuật dưỡng sinh kéo dài mạng sống của Ngọc Dương Tử tuyệt đối tin tưởng.
không bao giờ ngờ rằng cả sơn trang này đều rơi vào tay hắn. Hắn đã chiếm đoạt tất cả mọi thứ. Sau ngày biển động đó, lão trang chủ bệnh nặng qua đời, Tiêu Ca thì mất tích. Ngọc Dương Tử giả vờ chăm sóc cho những người dân trong sơn trang bị nạn. Tuy nhiên là hắn chiếm đóng luôn cả sơn trang, biến dùng đất này thành phân đà của Trường Sinh Đường. Cho nên cô mới ở lại đây đợi tròn 7 năm. Mọi người đều cho rằng Tiêu Ca đã chết trong trận sóng thần ấy. Nhưng mà ta biết huynh ấy chưa chết. Mặc dù ta không biết huynh ấy đang ở đâu, nhưng ta có thể cảm nhận được huynh ấy vốn không rời xa ta. Thậm chí còn có lúc ta cảm thấy huynh ấy đang ở bên cạnh mình. Hai người nhất định thấy ta rất buồn cười đúng không? Không, ta tin cô. Chỉ cần là người rất quan trọng đối với cô, cô nhất định sẽ cảm nhận được. Vậy cô nương mà huynh muốn tìm, đối với huynh mà nói cũng là một người rất quan trọng đúng không? Không, không phải như vậy. Bọn ta chỉ là quan hệ bằng hữu, không giống như cô và thiếu trang chủ. Ta nghĩ mình chắc có thể giúp các huynh tìm thấy cô ấy. Chỉ là ta có một thỉnh cầu, sau khi cứu được cô ấy, hai người có thể giúp ta đuổi Ngọc Dương Tử đi, tìm thấy Tiêu Ca được không? Bọn ta nhất định tận lực cứu giúp. Chỉ là qua vài ngày nữa, Ngọc Dương Tử chắc chắn sẽ tăng cường phòng bị. Nói không chừng hắn ta sẽ trực tiếp mang bích giao chuyển đến một nơi khác. Cô thực sự có thể giúp ta tìm thấy cô ấy sao? Mọi người yên tâm đi, nơi đây ta rất quen thuộc. Ngọc Dương Tử, hắn ta cũng không đề phòng ta. Ta nhất định sẽ rất nhanh có thể tìm thấy tung tích của bọn họ. Hai người trước tiên cơ lại đây, sau khi ta thăm dò được tin tức sẽ quay lại cho hai người biết. Đa tạ. Vốn dĩ muốn đánh nhanh thắng nhanh, sau khi cứu người xong thì chạy. Không ngờ rằng còn chưa cứu được người, thân phận đã bị bại lộ cả rồi. Đều tại đệ quá lỗ mãng. Không, đều là lỗi của ta. Lúc đầu không nên bỏ đi, không nên để Bích Giao làm con tin. Ý ta là lúc đầu không nên cho đệ và Bích Giao quen biết nhau. Phải rồi, chúng ta phải nhanh chóng thông báo Tiêu sư huynh, bằng không để Ngọc Dương Tử biết rồi thì không hay. Đi. Tên Ngọc Dương Tử đó dối trá gian xảo, sư huynh nhất định phải đề phòng. Ta biết rồi. Để về chăm sóc Tiểu Phàm trước, tuyệt đối đừng manh động. Mai phục ở sơn trang đợi tin của ta. Vậy sư huynh thì sao? Ngọc Dương Tử đó đến bây giờ vẫn chưa động thủ với ta, chắc cũng có sự kiên dè với ta. Hơn nữa ông ta cũng biết ta đã biết được nội tình, vừa hay có thể mượn cơ hội này thăm dò một chút, để xem bước tiếp theo của ông ta có dự tính gì. Vậy sư huynh nhất định phải cẩn thận. Một đêm không gặp cũng không biết hai vị sư đệ của ta đi đâu rồi. Đêm trước trong trang bị cháy, đêm qua lại binh mã hoảng loạn, nhưng cũng không thấy bọn họ. Có phải đã ra khỏi sơn trang không? Chỉ sợ là như vậy. Thiếu hiệp lo lắng điều gì, cứ việc nói. Trang chủ có điều chưa biết. Hai vị sư đệ của ta và yêu nữ bí mật qua lại, thủ đoạn của ma giáo nhiều vô số kể. Ta sợ hai người bọn họ bị yêu nữ khống chế mê hoặc sẽ gây đại họa, cho nên mới giao cho trang chủ xử trí. Những người trẻ tuổi này thỉnh thoảng sẽ rất hăng hái, thỉnh thoảng lại dễ tin người, chắc chắn phải có. Thiếu hiệp không cần lo quá. Nếu yêu nữ đó ở trong tay ta, cô ta sẽ không thể gây ra sóng gió gì nữa. Đêm trước trong trang bị cháy lớn, yêu nữ đó bị nhốt ở đâu? Có phải có người đã mở ngục không? Chuyện đến hôm nay, Định Hải Sơn Trang đã trở thành mục tiêu công kích.
tất nhiên không thể cả tin. Ta nghĩ Quỷ Dương Tông ông ta dù có Thiên Lý Nhãn, Thuật Phong Nhĩ cũng không thể giải thoát được con tin. Không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt. Tiêu Thiếu Hiệp, ta có một chuyện muốn nhờ Tiêu Thiếu Hiệp giúp đỡ. Xin trang chủ cứ sai bảo. Sai bảo thì không dám. Ta chỉ muốn nhờ Tiêu Thiếu Hiệp ra ngoài thành một chuyến, giúp ta nghe ngóng động tĩnh của Quỷ Dương Tông, nhân tiện tìm hai vị thiếu hiệp kia. Cậu thấy sao? Được. Sao hả? Nghĩ thông suốt chưa? Mau thả ta ra. Ngươi đồng ý viết thư, trang chủ sẽ thả ngươi ra. Được lắm, nhanh như vậy đã khuất phục rồi. Nha đầu đó nhiều trò. Đệ tử chỉ sợ cô ta cố ý tỏ ra yếu đuối, muốn bỏ trốn lần nữa. Không sao, cho ả câm vào đó. Ngươi trông chừng ở cửa, sẽ không thoát được. Nhưng gã câm đó, đợi cô ta ra ngoài, ngươi tự mình giải quyết chẳng phải là xong sao? Rõ, đi đi. Nhìn gì đó, rơi xuống đó, ngươi sẽ chết không có đất chung.